Xin chào, đây là Jeff Fit, chiếc smartphone gây ấn tượng nhất của Samsung tại Unpacked năm nay. Một chiếc smartphone với thiết kế gập rất là đẹp, nhỏ gọn như một tấm gương và chúng ta có thể sử dụng ở nhiều cái trạng thái khác nhau. Có thể nói là máy vừa vặn trong lòng bàn tay và giống như một cái hộp phấn của nữ. Bên ngoài này phía sau chúng ta có một cái màn hình nhỏ hiển thị các thông tin về thời gian, các cuộc gọi nhỡ, các thông báo từ mạng xã hội. Một cái máy ảnh nằm ở đây. Có thể rất nhiều người sẽ quan tâm đến cái cơ chế gập của Samsung. Chúng ta có thể thấy là máy có một cái màn hình gương và một cái màn hình gương độc quyền của Samsung với một cái cơ chế gập. Và sờ đây chúng ta sẽ, sau quá trình gập tương đối là nhiều, chúng ta có thể thấy là nó tương đối là phẳng, cảm giác là phẳng hơn so với dòng clip đã đi, xin lỗi, phẳng hơn so với dòng fold đi trước. Cơ chế gập của chiếc smartphone này cũng dựa vào bánh răng và nó tương tự, Samsung nói nó tương tự với chiếc laptop. Vì vậy nó có thể có thời gian chịu đựng tốt hơn. Ngoài ra thì cái phần tiếp giáp này cũng được che bụi để bụi không có thể lọt vào bên trong được. Đây, các bạn có thể nhìn thấy phần này, nó hơi có phần cong nhẹ. Dù vậy thì cảm giác dùng không có quá nhiều cái sự khó chịu, tương đối là ấn tượng. Chúng ta có một cái màn hình khá là dài với cái tỷ lệ là 21.9 chia cho 9, tức là dài hơn chiếc smartphone 21.9 bình thường. Cầm trên tay máy khá là dễ chịu và nó mỏng, tương đối là mỏng, và khi gập lại các bạn vẫn cảm giác là nó mỏng, nó không quá là cấn tay giống như chiếc Fold của Samsung bán ra trước đó. Nó khá là gọn và cực kỳ thích hợp cho những ai là nữ giới. Trong giao diện sử dụng chúng ta có thể thấy là nó cũng tương tự như trên chiếc Galaxy đi trước. Tuy nhiên thì nó sẽ tùy biến một chút khi các bạn gập màn hình. Ví dụ như các bạn chụp ảnh chẳng hạn, thì khi các bạn để này thì nó sẽ chia đôi màn hình ra, ở phía trên là không gian để các bạn ở phía dưới. Nhưng mà khi các bạn bật ra thì cái phần chụp ảnh nó phải thực hiện như những chiếc smartphone bình thường khác. Ngoài ra thì trong các cái ứng dụng khác, ví dụ như tin nhắn, cuộc gọi thì nó cũng đều chia màn hình. Tóm lại, chúng ta có thể thấy đây là một chiếc smartphone ấn tượng cả về cách thức sử dụng, độ mỏng lẫn thiết kế, và nó tương đối nữ, phù hợp với người dùng là nữ giới nhiều hơn. Và máy tương đối là có nhiều màu sắc khác nhau, chúng ta có thể thấy là tương đối nhiều màu ở cái bàn thảo luận ở đây, và chúng ta sẽ nói kỹ hơn sau khi thiết bị này về Việt Nam. Xin cảm ơn.